iPhone XS Max, một chiếc iPhone đã có tuổi đời hơn 4 năm tuổi rồi. Nhưng mà ở thời điểm này thì các bạn học sinh, sinh viên có nên mua về để sử dụng lâu dài hay không? Mời các bạn cùng mình tìm hiểu thông qua video này nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Đầu tiên là phải nói ở mức giá của sản phẩm trước thì bây giờ đã khá là tốt rồi, chỉ khoảng tầm 9 triệu đồng cho phiên bản Line New mà thôi. Tất nhiên sẽ là phiên bản bộ nhớ thấp nhất 64GB và mình đang tham khảo mức giá này ở bên Di Động Việt. Nếu như bạn nào quan tâm thì mình sẽ để ở phần mô tả của video nhá. Khi mua chiếc iPhone XS Max về thì các bạn sẽ được một thiết kế, tất nhiên là kiểu cũ nhưng mà trông nó vẫn còn rất là đẹp vì cái thiết kế được dùng đến tận iPhone 11 Pro Max cơ. Và khi chúng ta sở hữu chiếc máy này thì phần viền của máy được làm cực kỳ chắc chắn bởi vì đây là viền thép, không phải là viền nhôm như kiểu iPhone 12, iPhone 13. Nếu như chẳng may bạn có va chạm vào đâu đó, tỷ lệ bị móc viền thấp hơn rất là nhiều. Và có một điểm thú vị là trong trường hợp các bạn chẳng may hơi bị xước nhẹ viền một tí, có thể dùng cana để đánh lại và viền sẽ lại sáng bóng như ban đầu. Tuy nhiên thì phần mặt lưng ở trên XS Max nó vẫn chỉ là mặt lưng kính bóng thôi. Mặt lưng này mà không bảo quản cẩn thận vẫn có thể sẽ bị xước răm hoặc là bị bám mồ hôi dấu vân tay của bạn, trông hơi bẩn một tí. Nếu như là sinh viên học sinh dùng, tốt nhất là làm cái ốp vào cho mình. Và thêm một điểm nữa cần lưu ý, đó chính là ở trên iPhone XS Max sẽ không còn jack cắm tai nghe 3.5. Nếu như chúng ta muốn dùng tai nghe có dây, các bạn sẽ cần mua thêm cổng chuyển trị giá đâu đó khoảng 300.000 đồng, hoặc là các bạn dùng luôn tai nghe không dây tới từ Apple. Và như vậy về thiết kế thôi nhá. Hãy cùng mình chuyển tới phần tiếp theo, đó chính là màn hình của chúng ta. Với 9 triệu đồng bỏ ra, các bạn sẽ có một màn hình cực kỳ đẹp, phải nói là cực kỳ đẹp bởi vì đây là màn hình Retina, tức là nhìn vào không rỗ, và tất nhiên là màn hình OLED rồi. Màu sắc ở trên OLED đẹp thế nào thì anh em cũng biết, màu đen sâu tái hiện mọi màu sắc trông đều rất là no mắt, xem phim giải trí, lướt TikTok này kia chắc chắn là phải hài lòng. Và có một điểm cộng ở trên màn hình OLED của iPhone, đó chính là trong cùng cái thời điểm này ra mắt thì nhà Samsung cũng có rất nhiều màn hình AMOLED nhưng mà nhìn nó bị rực màu. Còn màn hình OLED ở trên iPhone thì ngược lại, màu sắc rất là cân bằng và chính xác. Có thể sử dụng cái màn hình này để cân màu sắc cho ảnh hay là cho video của bạn mà không sợ bị sai màu. Ví dụ bây giờ các bạn làm TikTok đi, chúng ta mua cái điện thoại này về quay TikTok xong chỉnh sửa trực tiếp ở trên này luôn, màu sắc chính xác thì đâu cần phải có máy tính nữa. Ngoài ra thì màn hình ở trên iPhone XS Max còn có một điểm cộng nữa, đó chính là màn hình lớn nên chúng ta có nhiều không gian để các bạn làm việc hơn và tất nhiên là khi sử dụng lâu dài cũng đỡ mỏi mắt như kiểu dùng màn hình nhỏ. Đồng thời ở trong phần màn hình thì mình muốn nói luôn tới Face ID bởi vì đây là tính năng rất là thú vị ở trên iPhone. Khi mà chúng ta sử dụng đến tận iPhone 13 Pro Max vẫn có Face ID, các bạn chỉ cần đưa mặt chiếc máy là tự động mở khóa, không cần nhập dấu vân tay, không cần mật khẩu. Nhưng mà lưu ý cho mình là ở trên iPhone XS Max thì Face ID chỉ có thể mở khóa được không đeo khẩu trang thôi. Còn nếu như bạn đeo khẩu trang thì bạn sẽ lại quay trở về câu chuyện ngày xưa là nhập mật khẩu bằng số. Hơi chán một tí cái đoạn này. Nếu như bạn nào muốn thay đổi điều đó thì các bạn cần nâng cấp một phát từ iPhone XS Max lên thẳng iPhone 12 trở lên. Phần thứ 3 ở trong video, hãy cùng mình đánh giá về hiệu năng. Và đây cũng chính là một trong những phần sẽ giúp các bạn sử dụng chiếc điện thoại được lâu dài. Đầu tiên là phải nói về iOS được tối ưu tốt, nên là iPhone 6S đến thời điểm này sử dụng iOS 15.5 mới nhất nó vẫn cứ mượt, không hề bị lag tác vụ thường ngày. Mà bây giờ iPhone 6S không lag thì làm sao iPhone XS Max lag được? Mà các bạn thử nhìn xem 6S ra mắt từ khi nào tới bây giờ. Nên là với iPhone XS Max, các bạn mà sử dụng nhu cầu tác vụ văn phòng thì mình đảm bảo với bạn là dùng tầm 4 đến 5 năm nữa vẫn cứ thoải mái. Còn nếu như bạn nào định sử dụng trong việc chúng ta chơi game thì máy này ít nhất đáp ứng cho bạn được khoảng tầm trong 3 năm tới là vẫn chơi game ngon, những tựa game như Liên Quân hay là PUBG Mobile. Và đến đây thì các bạn học sinh sinh viên đã yên tâm chưa? Hiệu năng ngon thế này chắc chắn là chỉ cần các bạn đầu tư một lần là dùng tốt trong khoảng tầm 4 năm tới. Nếu như một bạn sinh viên vừa mới vào trường thì 4 năm là đủ ra trường. Còn nếu như một bạn học sinh mà dùng ở thời điểm này thì cũng đủ khi lên sinh viên học được 1-2 năm đầu rồi. Lúc đó bạn lại có tiền lại mua máy mới thôi. Mà mức giá của em này thì như mình chia sẻ ở đầu video có khoảng tầm 9 triệu đồng à, khá là dễ chịu. Tuy nhiên thì ở trong phần này có một điểm các bạn cần lưu ý, đó chính là về dung lượng bộ nhớ trong 64GB. Hãy nhớ rằng là iPhone không cắm được thẻ nhớ, không mở rộng được bộ nhớ đâu nha. Nên là bạn cần phải xem luôn nhu cầu sử dụng của chúng ta thế nào và từ đó đưa sự lựa chọn bộ nhớ ngay từ khi mua. Ví dụ các bạn ít quay phim, ít chụp ảnh, các bạn chỉ cần lưu trữ ứng dụng sử dụng bình thường thì 64GB là đủ. Nhưng mà trong trường hợp các bạn là người thích quay phim, thích chụp ảnh, thích lưu giữ cái này cái kia, thậm chí thích tải nhiều app, thích tải nhiều game, các bạn nên chọn cho mình phiên bản bộ nhớ cao hơn để chúng ta thoải mái trong việc lưu trữ. Tất nhiên là mức giá cũng sẽ cao hơn rồi. Phần tiếp theo ở trong video, hãy cùng mình nói về camera ở trên iPhone XS Max. Nói về camera selfie thì các bạn chỉ cần điều kiện đủ sáng một chút hoặc là ánh sáng trong nhà thôi là đủ sức để chụp ảnh thoải mái với iPhone XS Max rồi. Còn về camera sau của chúng ta, các bạn sẽ có hai camera 12 megapixel, bao gồm một cam chính và một camera tele. Như vậy là so với những Android ở thời điểm hiện tại, XS Max có vẻ hơi bị thua thiệt trong việc không có cam góc rộng.
không có cam góc rộng thì không thể nào chụp những cảnh bao la hùng vĩ được rồi. Nhưng mà không sao, với một camera chính ở trên iPhone XS Max thì các bạn vẫn có chất lượng ảnh rất là tốt, điều kiện ảnh đủ sáng, đảm bảo là chụp cực kỳ nhanh và xử lý HDR tốt. Còn ở trong điều kiện ánh sáng trong nhà thì đúng là XS Max sẽ có phần bị thua thiệt, nhưng mà chắc chắn là vẫn ngon hơn những smartphone Android ở trong cùng tầm giá này. Còn tất nhiên, khi các bạn vào điều kiện ban đêm thiếu sáng thực sự tối om om thì iPhone XS Max chưa được trang bị tính năng chụp đêm nên là chụp trong điều kiện này sẽ bị noise khá là nhiều. Phần cuối cùng ở trong video, hãy cùng mình nói về thời lượng sử dụng pin. iPhone XS Max thời điểm này pin không còn trâu như ngày mới ra mắt nữa. Nếu như các bạn sử dụng ít là tác vụ thường ngày, tác vụ văn phòng thì bạn có thể sử dụng được trong một ngày làm việc. Còn nếu như các bạn chơi game nhiều, có thể là một buổi các bạn cần sạc một lần. Nhưng mà mình nghĩ là không bạn nào đang đi trên trường mà chơi game điện thoại mức hết pin đâu nhỉ. Đa phần chúng ta về nhà mới chơi game, mà bây giờ ở nhà thì các bạn có cục sạc bên cạnh rồi, không sợ lắm. Lưu ý cho mình là ở trên iPhone XS Max các bạn vẫn được hỗ trợ sạc nhanh, nên là chúng ta nhớ đầu tư một củ sạc nhanh và cáp sạc hỗ trợ để sạc cái máy này nhanh đầy pin hơn nhá. Chứ còn sạc bằng củ 5V 1A thì mình thấy nó hơi lâu rồi. Và đến đây thì mình cũng sẽ kết thúc video về iPhone XS Max. Nói chung là với chiếc máy này các bạn sẽ có được một thiết kế cao cấp cách đây mấy năm của Apple, nhưng mà bởi vì cao cấp nên cầm vào rất là chắc chắn, và một hiệu năng ở trên máy đủ sức sử dụng thoải mái trong khoảng tầm từ 3 tới 4 năm nữa. Các bạn đã cảm thấy yên tâm để sử dụng lâu dài hay chưa? Đừng quên cho mình biết ý kiến ở phần bình luận của video này nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại những video lần sau của Review OS. Nếu như các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn đừng quên là bấm thích kênh và đăng ký video để ủng hộ mình. Ấy quên, bấm thích video và đăng ký kênh.